Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Trong video ngày hôm nay, kênh Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những khung giờ hoàng đạo tốt nhất trong ngày mùng 8 tháng 11 âm lịch. Sách cổ ghi rằng, năm tốt không bằng tháng tốt không bằng ngày tốt không bằng giờ tốt. Qua đó có thể thấy được, việc xem giờ tốt khi làm việc gì đó là rất quan trọng. Hơn nữa, trong lịch lệ cũng có ghi, ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy ta thấy, việc lựa chọn được ngày tốt cho các công việc khác nhau đã là khó rồi, huống chi là chọn được giờ tốt. Để giúp quý khán giả được yên tâm hơn khi tiến hành mọi việc, hôm nay kênh Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cùng quý vị những nội dung chính sau đây. 1. Tổng quan các hung ngày 8 tháng 11 âm lịch, ngày này nên làm gì và kỵ những việc gì? 2. Phân tích chi tiết các hung của từng giờ trong ngày 8 tháng 11 âm lịch, những việc nên làm và những việc không nên làm trong giờ đó, giúp gia chủ tránh được tai họa. 3. Tìm ra những khung giờ tốt nhất trong ngày 8 tháng 11, chi tiết từng việc để thu hút tài lộc cho gia chủ. 4. Cảnh báo những khung giờ xấu, những việc đại kỵ không nên làm. 5. Tổng hợp lại những giờ tốt trong ngày và chi tiết từng việc làm để quý vị nắm rõ hơn. Bước vào nội dung đầu tiên, để phân tích các hung của ngày xem tốt xấu thế nào, ta dựa vào các tinh và hung tinh để luận đoán. Bây giờ chúng ta bắt đầu xét về ngày 8 tháng 11 tốt xấu thế nào và trong ngày có thể làm được những việc gì không nên làm. Để xét xem ngày 8 có thể làm được những việc gì, ta dựa vào tài liệu xem ngày tốt, đó là cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn được cho mình những ngày tốt cát lành nhất. Tự xem ngày tốt và giờ tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lục mã quý nhân và những tiêu chí chọn ngày tốt chi tiết nhất, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Quý vị thân mến, trước khi đi vào tìm ra những khung giờ tốt nhất trong ngày 8 tháng 11, ta cần phải xem xét ngày cát hung như thế nào và dựa vào sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn lựa ra những khung giờ phù hợp nhất. Để xét về cát hung trong ngày, ta lựa chọn theo 8 tiêu chí cần loại bỏ. Ngày Tam Nương có 6 ngày, mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Ngày Con Nước trong tháng 11 là ngày mùng 9 và ngày 22. Ngày Dương Công Kỵ là ngày 21. Ngày Sát Chủ là ngày Dần. Ngày Thụ Tử là những ngày Mão. Ngày Nguyệt Phá là những ngày Ngọ. Ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày Nhâm Tý và Bính Tý. Và cuối cùng là ngày Nguyệt Kỵ, bao gồm 3 ngày, mùng 5, 14 và 23. Như vậy ta thấy, ngày mùng 8 tháng 11 bị phạm vào 108 ngày đại kỵ trên là ngày Tam Nương. Bây giờ chúng ta hãy cùng xét chi tiết những việc có thể làm trong ngày mùng 8 tháng 11 âm lịch. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày mùng 8 tháng 11 âm lịch là ngày Mậu Tý, tức can khắc chi, Mậu Thổ khắc Tý Thủy, là ngày cát trung bình hay ngày chế nhật. Nạp âm của ngày là phích lịch hỏa, kỵ tuổi Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ. Ngày thuộc hành hỏa, khắc hành kim, đặc biệt tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục, xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt kỵ. Ngày có trực trừ và sao khuê trong bộ nhị thập bát tú. Các thần trong ngày có Cát Kỳ, Ngũ Đế Sinh, Thiên Mã, Thất Thánh, U Vi Tinh, Phượng Nhật, Thiết Yên, Yếu Yên, những việc nên làm, An Thần, Bán Thiên, Bách Sự Nghi Dụng, Bái Công Khanh, Chỉnh Dung Thế Đầu, Chỉnh Thủ Túc Giáp, Công Thành Trại, Cầu Tài, Hành Hạnh, Hành Sư, Hưng Điếu Phạt, Hội Nhân Thân, Hứa Nguyện, Khai Trương, Khiển Sử, Kinh Thương, Liệu Bệnh, Mộc Dục, Nhập Hỏa, Phó Nhập, Thượng Quan, Trai Tiếu, Tu Phương, Tuyên Bố Chánh Sự, Tác Sự, Tạo Tác, Tạo Táng, Tảo Xá Vũ, Tế Tự, Tống Lễ, Xuất Trinh, Xuất Hành, Xuất Hóa, Xuất Quân, Đính Hôn. Hung thần trong ngày có Bạch Hổ, Cửu Sú, Hàm Trì, Hỏa Cách, Kê Hoãn, Ly Khoa, Mộ Nhật, Nguyệt Kiến Chuyển Sát, Phủ Đầu Sát, Sát Sư Nhật, Thiên Bồng, Thiên Chuyển, Địa Chuyển, Xích Khẩu, Điền Ngân, Đại Bại, Đại Thời, những việc kỵ không nên làm, An Phủ Biên Cảnh, An Sàng, An Táng, Bách Sự Bất Nghi, Chiêu Hiền, Châm Cứu, Cầu Tự, Di Cư, Di Tỷ, Diêu Giã,
doanh kiến cung thất, giao dịch, giá mã, giá thú, huấn binh, hòa hợp, hưng tạo, hội khách, khai thương khố, khai thị, khai điền, khởi công, khởi thủ tu tác, kết hôn nhân, lập khoán, mục dưỡng, nhập học, nạp xúc, nạp thái, nạp tài, phó nhâm, phạt mộc, quan đới, thiềm ước, thiện thành quách, thượng biểu trương, thượng lương, thượng sách, thụ trụ, thừa chu hạ tái, tiến biểu trương, tiến nhân khẩu, trúc đề phòng, tu cung thất, tu thương khố, tu trí sản thất, tu tác, tu tạo, tuyển tướng, tài chủng, tác yển, tư tụng, viễn hành, vấn danh, xuất hóa tài, xuất sư, yến ẩm, địa sư, trạch sư, đáo hiện tràng, động thổ. Khi chọn được việc trong ngày thì đã là tốt rồi, nhưng việc đó tiến hành vào giờ nào để được thuận lợi và may mắn, mang lại tài lộc cho gia chủ, không phải sau khi chọn được ngày tốt, chúng ta muốn làm giờ nào cũng được, mà cần phải tiến hành chọn ra những khung giờ phù hợp nhất để làm. Sau đây, kênh Ngày Tốt Toàn Thư sẽ sử dụng tài liệu Ngày Tốt Toàn Thư để phân tích và lựa chọn ra cho quý vị những khung giờ tốt nhất, những việc nên làm và không nên làm trong từng giờ, chọn ra những giờ hoàng đạo cho quý vị tiến hành công việc được may mắn nhất. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. 1. Giờ đầu tiên ta xét là từ 23 giờ đến 1 giờ là giờ Nhâm Tý. Trong giờ có các sao: Kim Quỹ Nguyệt Tiên, Phúc Đức Tinh, Tứ Đại Các Thời, La Thiên Đại Tiến, Đường Phù, Thời Kiến, Triệt Lộ Không Vong, Thổ Tinh, Cửu Xú. Đây là giờ tốt đầu tiên trong ngày. Những việc nên làm: cầu tài, cầu tự, di đồ, giao dịch, giá thú, khai thị, kiến quý, kỳ phúc, nhập trạch, thượng lương, tu tạo, tạo táng, đính hôn. Những việc không nên làm: bách sự bất lợi, di tỳ, hứa nguyện, khai quang, phần hương, thiết tiếu, thù thần, tiến biểu trương, xuất hành, xuất sư. 2. Giờ thứ hai ta xét là từ 1 giờ đến 3 giờ là giờ Quý Sửu. Trong giờ có các sao: Thiên Đức, Bảo Quang Tinh, Thiên Ất Quý Nhân, Ngũ Hợp, Quốc Ấn, Lục Hợp, Vũ Khúc, La Hầu, Triệt Lộ Không Vong. Trong giờ này có rất nhiều cát tinh, là giờ tốt tiếp theo trong ngày. Những việc nên làm: an sàng, cầu tài, cầu tự, di đồ, giao dịch, giá thú, khai thị, kiến quý, kỳ phúc, lục lễ, nhập trạch, trai tiếu, tu tác, tạo táng, tế tự, tự phúc, xuất hành, đính hôn. Những việc không nên: hứa nguyện, khai quang, nam chủ bất lợi, phần hương, thiết tiếu, thu thần, tiến biểu trương. 3. Giờ thứ 3 ta xét là từ 3 giờ đến 5 giờ là giờ Giáp Dần. Trong giờ có các sao: Bạch Hổ Thiên Sát, Ngũ Bất Ngộ, Trường Sinh, Dịch Mã, Tả Phụ, Kim Tinh. Giờ này là giờ không tốt vì có rất nhiều hung tinh. Những việc nên làm: an táng, cầu tài, cầu tự, di đồ, giao dịch, giá thú, khai thị, kiến quý, nhập trạch, phó nhậm, thượng lương, thượng quan, tu tác, tu tạo, tạo táng, xuất hành, đính hôn. Những việc kiêng kỵ: bách sự bất lợi. 4. Giờ thứ tư ta xét là từ 5 giờ đến 7 giờ là giờ Ất Mão. Trong giờ có các sao: Ngọc Đường Thiên Khai Thiếu Vi Tinh, Thiên Quan Quý Nhân, Tứ Đại Các Thời, Thái Dương Thời Hình, Thiên Cương Cửu Xú. Giờ này có nhiều cát tinh, là giờ tốt. Những việc nên làm: an sàng, an táo, cầu tài, khai thương khố, kiến quý, kỳ phúc, nhập trạch, thu thân, thụ tạo, tu phương, tế tự. Những việc kiêng kỵ: bách sự bất lợi, công chúng sự vụ, di tỷ, giá thú, xuất sư. 5. Giờ thứ 5 ta xét là từ 7 giờ đến 9 giờ là giờ Bính Thìn. Trong giờ có các sao: Thiên Lao Tỏa Thần, Quả Tú, Hỏa Tinh, Thiên Binh, Tam Hợp, Hỷ Thần, Vũ Khúc. Giờ này có nhiều hung tinh, là giờ không tốt. Những việc nên làm: an sàng, cầu tài, cầu tự, giao dịch, giá thú, khai thị, kỳ phúc, lục lễ, nhập trạch, khai tiếu, tu tác, tu tạo, tạo táng, tế tự, tự phúc, xuất hành, đính hôn. Những việc kiêng kỵ: bách sự bất lợi, công chúng sự vụ, kết hôn nhân, nhập liễm, phó nhập, thượng lương, thượng quan, tử tụng. 6. Giờ thứ 6 ta xét là từ 9 giờ đến 11 giờ là giờ Đinh Tị. Trong giờ có các sao: Huyền Vũ Thiên Ngục, La Thiên Đại Thoái, Cổ Mộ Sát, Kiếp Sát, Thiên Xá,
ngũ phù, nhật lộc, thủy tinh, giờ này có nhiều hung tinh là giờ không tốt, những việc nên làm. An táng, cầu tài, cầu tự, giá thú, hưng tu, khai thị, kiến quý, kỳ phúc, nhập trạch, phó nhập, thượng lương, thượng quan, trai tiếu, tu tạo, tạo táng, tế tự, xuất hành, đính hôn, những việc không nên làm. Bác hí, giá mã, khai quang, khởi tạo, phạt mộc, tu phương, tu tạo mộ viên, tử tụng. 7. Giờ thứ 7 ta xét là từ 11 giờ đến 13 giờ là giờ mậu ngọ, trong giờ có các sao: tư mệnh, nhật thiên, nhật tiền, phượng liễn tinh, tứ đại các thời, thái âm, đế vượng, tỷ kiên, thời phá, lục mộc, tuần trung không vong, lôi binh, cửu xú, giờ này có rất nhiều hung tinh là giờ không tốt. Những việc nên làm: giao dịch, lợi sự cáp, thụ phong, tu tác, tác táo, tạo táng, tự táo, những việc không nên. An táng, bách sự bất lợi, di tỷ, giá thú, khai quang, khởi cổ, kiến tự quan, kỳ phúc, lập thần tượng, nhập trạch, phó nhập, phần hương, thiết tiếu, thu thần, thượng quan, thần miếu, tu thuyền, tu tạo, viễn hồi, xuất hành, xuất sư, động thổ. 8. Giờ thứ 8 ta xét là từ 13 giờ đến 15 giờ là giờ kỷ mùi, trong giờ có các sao: câu trần địa ngục, thời hại, tuần trung không vong, hiền ất quý nhân, mộc tinh, giờ này có rất nhiều hung tinh là giờ không tốt, những việc nên làm: an táng, cầu tự, giao dịch, khai thị, kiến quý, thi phúc, thượng lương, tu tác, tạo táng, đính hôn. Những việc không nên làm: bách sự bất lợi, công chúng sự vụ, khai quang, kiến tự quan, lập thần tượng, phó nhập, thượng quan, thần hiếu, viễn hồi. 9. Giờ thứ 9 ta xét là từ 15 giờ đến 17 giờ là giờ canh thân, trong giờ có các sao: tinh thanh long, thiên quý, thái ất tinh, phúc tinh quý nhân, tam hợp, ngũ quỷ, kế đô, địa binh, giờ này có nhiều cát tinh là giờ tốt, những việc nên làm: cầu tài, cầu tự, giao dịch, giá thú, khai thị, kỳ phúc, nhập trạch, thu thân, tạo táng, tế tự, đính hôn. Những việc không nên làm: nữ chủ bất lợi, phá thổ, phó nhập, thượng quan, động thổ. 10. Giờ thứ 10 ta xét là từ 17 giờ đến 19 giờ là giờ Tân Dậu, trong giờ có các sao: minh đường, minh phụ, quý nhân tinh, tứ đại các thời, tham lang, ngũ quỷ, hà khôi, thổ tinh, thiên tặc, cửu xú. Như chúng ta thấy, giờ này có nhiều hung tinh nên không được tốt, những việc nên làm: cầu tài, di đồ, kiến quý, kỳ phúc, tu tác, tạo táng, đính hôn. Những việc không nên làm: an táng, bách sự bất lợi, di tỷ, giao dịch, khai thương khố, khởi tạo, nhập trạch, thượng quan, thụ tạo, xuất hành, xuất sư, động thổ. 11. Giờ thứ 11 ta xét là từ 19 giờ đến 21 giờ là giờ Nhâm Tuất, trong giờ có các sao: thiên hình, la hầu, cô thần, nhật mộ, hữu bật, minh tinh, giờ này có rất nhiều hung tinh không được tốt, những việc nên làm: cầu tài, di đồ, kiến quý, tạo táng. Những việc không nên làm: công chúng sự vụ, kết hôn nhân, nam chủ bất lợi, tử tụng. 12. Giờ thứ 12 ta xét là từ 21 giờ đến 23 giờ là giờ Quý Hợi, trong giờ có các sao: chu tước thiên tụng, thiên cầu hạ thực, tả phụ, kim tinh, giờ này cũng không tốt vì có rất nhiều hung tinh, những việc nên làm: an táng, cầu tài, di đồ, giá thú, kiến quý, nhập trạch, phó nhập, thượng lương, thượng quan, tu tạo, tạo táng, xuất hành, những việc kiêng kỵ: kỳ phúc, thiết tiếu, tu tề, tế tự, tụng sự. Như vậy chúng ta đã xét xong 12 canh giờ trong ngày mùng 8 tháng 11 âm lịch có các khung giờ tốt sau: 1. 23 giờ đến 1 giờ, giờ Nhâm Tý. 2. 1 giờ đến 3 giờ, giờ Quý Sửu. 3. 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ất Mão. 4. 15 giờ đến 17 giờ, canh thân. Đây là 4 khung giờ hoàng đạo tốt nhất để chúng ta tiến hành mọi việc trong ngày mùng 8 tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy lựa chọn ra những khung giờ tốt nhất phù hợp với mình để tiến hành thắp hương cho mọi việc được thuận lợi và may mắn.
Thưa quý vị, vừa rồi dựa vào tài liệu sách Ngày Tốt Toàn Thư mà kênh Ngày Tốt Toàn Thư đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn những khung giờ tốt nhất trong ngày để quý vị tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi đóng góp, thắc mắc hay cần hỗ trợ, quý vị hãy comment ở ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện thoại đến số 0989 34 9119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.